Một đồng đạo hỏi: Huynh ơi, cho đệ hỏi, đạo Phật là gì? Giáo pháp của Phật lấy từ đâu để dạy cho chúng sanh? Hai là tùy theo mỗi căn cơ trình độ của chúng sanh mà Đức Phật chế ra pháp cho phù hợp, như tùy bệnh cho thuốc. Và giáo pháp của Phật có phụ thuộc vào không gian và thời gian không? Xin huynh cho đệ biết rõ, xin cảm ơn. Đệ hỏi đạo Phật là gì? Nếu nói ngắn gọn, đạo Phật là con đường giác ngộ, trí huệ, giải thoát. Vì trong quyển 3, Đức Thầy nói: Đạo là vốn thiệt cái đàn. Như vậy chữ đạo nghĩa là con đường. Còn trong bài Phật là gì? Đức Thầy nói: Phật giả là giác giả là tỉnh giả. Như vậy chữ Phật nghĩa là giác ngộ, trí huệ, tỉnh thức, không còn bị mê lầm. Như vậy đạo Phật nghĩa là con đường giác ngộ, trí huệ, giải thoát, không còn chịu sự chi phối của định lực thiên nhiên nữa. Còn nếu nói chữ đạo theo nghĩa rộng thì được Đức Thầy nói trong quyển 6, tôn chỉ hành đạo là: Sanh ra ở đời, con người giàu muốn hay giàu không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định lực thiên nhiên. Định lực ấy gồm vào một chữ đạo. Như vậy, hiểu theo nghĩa rộng, chữ đạo nghĩa là nguyên lý vận hành của định lực thiên nhiên. Vì chữ đạo, vẽ biểu tượng của chữ đạo là cái vòng tròn không, không có cái gì ở trong đó, còn gọi là vòng tròn vô vi. Rồi từ đạo sinh ra thái cực, tức là vẽ vòng tròn u minh minh, nghĩa là có tối và sáng trộn lẫn nhau. Rồi từ thái cực sinh lưỡng nghi, tức là vẽ vòng tròn tách sáng và tối riêng ra hai bên, còn gọi là cái vòng tròn âm dương. Rồi từ lưỡng nghi sinh tứ tượng, vì từ chỗ tứ tượng này mà chi phối con người và muôn loài vạn vật phải chịu 4 thứ là sinh, lão, bệnh, tử. Rồi từ tứ tượng sinh bát quái và muôn loài vạn vật. Vì vậy con người và muôn loài vạn vật đầu tiên là do quá sinh ra, có sao tứ tượng. Cho nên con người và muôn loài vạn vật đều phải chịu dưới sự chi phối của tứ tượng là sinh, lão, bệnh, tử. Mà nguồn gốc của đạo Phật xuất phát từ Thái tử Sĩ Đạt Ta bỏ cung vàng điện ngọc vào non Tiết Sơn ở Rạch Ni Liên Thiền, ngồi suy gẫm làm sao cho con người không còn bị tứ khổ sinh lão bệnh tử nữa. Ngồi suy gẫm gần 6 năm, Ngài phát hiện con người bị sinh lão bệnh tử là do vô minh. Vì vô minh có từ thái cực, mà thái cực có trước tứ tượng, còn con người sinh ra sau tứ tượng, cho nên phải chịu chi phối sinh lão bệnh tử. Cho nên muốn không còn bị sinh lão bệnh tử nữa thì phải phá vô minh. Và Thái tử Sĩ Đạt Ta tìm thấy trong định lực thiên nhiên con đường để phá vô minh là bát chánh đạo. Và Thái tử hành theo con đường bát chánh đạo, được trí huệ, phá được vô minh, được giác ngộ, giải thoát, không còn chịu sự chi phối của định lực thiên nhiên sinh lão bệnh tử nữa. Cho nên người ta gọi Ngài là Phật. Khi Ngài thành Phật rồi thì Ngài chỉ lại cho chúng sanh tu cũng y như vậy để thành Phật như Ngài. Cho nên giáo pháp của Phật là chân lý có sẵn trong vũ trụ. Đức Phật lấy chân lý trong vũ trụ dạy lại cho chúng sanh, không phải do Phật chế ra. Vì chân lý trong vũ trụ bất sanh bất diệt, không thay đổi theo không gian và thời gian, thì giáo pháp của Phật cũng vậy. Giáo pháp của Phật cũng bất sanh bất diệt, không thay đổi theo không gian và thời gian. Cho nên có người nói chúng sanh có 8 muôn 4.000 trần lao phiền não. Cho nên Đức Phật chế ra có 8 muôn 4.000 pháp môn để đối trị lại. Nói như vậy là nói sai. Hoặc nói Đức Phật chế ra rất nhiều pháp môn để phù hợp với mọi căn cơ trình độ của chúng sanh, như tỳ bệnh cho thuốc. Nếu đau bụng thì đưa thuốc trị đau bụng, nếu nhức đầu thì đưa thuốc trị nhức đầu, vân vân. Nói như vậy là nói sai, hoặc nói giáo pháp của Phật thay đổi theo không gian, như nói đạo Phật ở Ấn Độ, đạo Phật ở Trung Quốc, đạo Phật ở Việt Nam, đạo Phật ở Thái Lan, vân vân. Ở mỗi nước tu khác nhau. Nói như vậy là nói sai, hoặc nói giáo pháp của Phật thay đổi theo thời gian, như thời Đức Phật tu khác, còn thời bây giờ tu khác. Nói như vậy là nói sai, vì Đức Phật nói giáo pháp của Ngài là chân lý có sẵn trong vũ trụ, không phải do Ngài chế ra. Vì vậy, giáo pháp của Phật không phải là pháp thế gian, cho nên nói ví như tỳ bệnh cho thuốc thì không đúng, mà phải nói ví như thuốc tiên, thuốc linh đơn của ông Thái Thượng Lão Quân, uống vào là trường sanh bất tử. Chỉ một viên thuốc thôi, uống vào là bệnh gì cũng hết. Có bị bệnh đau bụng hoặc nhức đầu hay cảm gì cũng hết. Không có tỳ bệnh cho thuốc. Giáo pháp của Phật cũng vậy, chỉ có con đường duy nhất là bát chánh đạo thôi. Bất kỳ ai có căn cơ trình độ cao thấp khác nhau, bệnh nhiều ít khác nhau, vân vân. Nếu tu đúng y bát chánh đạo của Phật dạy là được giác ngộ, giải thoát. Và chân lý trong vũ trụ không có thay đổi theo không gian và thời gian, thì giáo pháp của Phật cũng vậy. Giáo pháp của Phật không có thay đổi theo không gian, như ở Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, vân vân. Nếu các nước đều tu đúng y bát chánh đạo của Đức Phật dạy, thì đều giác ngộ giải thoát hết. Không có trường hợp người Việt Nam tu đúng y bát chánh đạo của Đức Phật dạy thì được giải thoát. Còn người Thái Lan tu đúng y bát chánh đạo của Đức Phật dạy thì không được giải thoát. Và giáo pháp của Đức Phật cũng không thay đổi theo thời gian. Như ở thời kỳ Đức Phật dạy tu bát chánh đạo như vậy, đến thời kỳ bây giờ cũng tu đúng y bát chánh đạo của Đức Phật dạy hồi xưa như vậy, thì cũng được giác ngộ giải thoát hết. Chỉ sợ là hồi xưa Đức Phật dạy tu bát chánh đạo như vậy, nhưng cho đến bây giờ văn kinh được sao chép lại bị tam sao thất bổn, cho nên tu theo văn kinh bị tam sao thất bổn bây giờ không đúng theo lời của Đức Phật dạy hồi xưa, thì tu hoài cũng không được giác ngộ giải thoát, mà còn có khi bị đọa địa ngục. Vì cứ nghĩ lời đó là lời của Đức Phật dạy, nhưng thực tế thì lời đó không phải là lời của Đức Phật dạy, mà là lời bị tam sao thất bổn, hoặc là lời của những người phàm phu, những nhà sư chưa đắc quả chế thêm, mạo nhận là lời của Đức Phật dạy, vân vân. Nếu là đạo Phật thì người nào cũng biết nền tảng giáo pháp của đạo Phật là pháp tứ đế. Vì khi Đức Phật thành đạo thì Ngài nói pháp đầu tiên là pháp tứ đế, mà chữ tứ đế nghĩa là bốn chân lý quyền diệu trong vũ trụ, không phải do Phật chế ra. Cho nên Đức Phật nói với ông A Nan như sau: 49 năm thuyết pháp, ta không có nói một lời nào của ta. Ông A Nan hỏi: Thưa Thế Tôn, 49 năm thuyết pháp, lời nói của Phật nhiều vô số, sao Phật lại nói không có nói một lời nào của Ngài là như thế nào? Đức Phật trả lời: Lời nói của ta là lời nói của các chư Phật đời quá khứ đã từng nói từng dạy rồi, cho nên ta đem những lời nói đó mà chỉ dạy lại cho chúng sanh. Vì Phật Pháp không phải do ta chế ra, mà là một chân lý đạo đức có sẵn trong vũ trụ thiên nhiên, từ xưa đến nay vẫn y như vậy, không có thay đổi. Các chư Phật đời quá khứ đã tìm ra, thấy được chân lý đạo đức đó rồi chỉ dạy lại cho chúng sanh. Đến ta cũng tìm ra, thấy được chân lý đạo đức đó rồi chỉ dạy lại cho chúng sanh. Cho nên 49 năm thuyết pháp, ta không có nói một lời nào của ta cả. Vì lời nói của ta, các chư Phật đời quá khứ đã từng nói từng dạy rồi, cho nên lời nói của ta là lặp lại, nhắc lại lời nói của các chư Phật đời quá khứ, không phải là lời nói của ta. Cho nên đến thời bây giờ Đức Thầy cũng vậy, Lời dạy của Đức Thầy cũng là nhắc lại, lặp lại, lược tả, giải nghĩa lời dạy của Đức Phật qua câu trong quyển tư như sau: Ta dạy thế, mượn lời Phật Thánh. Cho nên, xem trong sấm giảng thi văn, Đức Thầy có giới thiệu lời dạy của Thầy là nhắc lại, lặp lại lời của Đức Phật Thích Ca qua các câu như sau: Lời Phật Thiết, ta xin nhắc lại. Hoặc câu Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo. Hoặc câu nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa. Hoặc câu chữ Bát Chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca, vân vân. Để biết rõ giáo pháp của Phật là chân lý có sẵn trong vũ trụ, mình xin nói tóm tắt ngắn gọn những ý chính về pháp tứ đế của Đức Phật được Đức Thầy giải sơ ra để chúng ta hiểu rõ thêm. Đế thứ nhất là khổ đề, nghĩa là gồm các sự khổ trong đời, tức là Đức Phật chỉ ra các sự khổ ở thế gian. Sanh ra ở đời, con người phải chịu dưới sự chi phối của định lực thiên nhiên, cho nên có muôn ngàn điều khổ, nhưng có thể tóm tắt lại làm 8 điều khổ, gọi là bát khổ. Một là sanh khổ, hai là lão khổ, ba là bệnh khổ, bốn là tử khổ, năm là mưu cầu bất đắc khổ, sáu là ái biệt ly khổ, bảy là oan tắng hội khổ, tám là u sầu lo ngại khổ. Đế thứ hai là tập đề, nghĩa là gồm có các tập nhân sanh ra quả khổ, tức là Đức Phật chỉ ra nguyên nhân của sự khổ. Đức Phật chỉ ra nguyên nhân gốc của sự khổ sanh lão bệnh tử, mưu cầu bất đắc, vân vân là do vô minh. Vì màn vô minh che lấp bản ngã linh hồn, nên làm cho người phải tâm tối mê sai, gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ. Rồi từ gốc vô minh đó, do duyên mà sanh ra các nhân tiếp theo, gọi là thập nhị nhân duyên, tức là 12 duyên sanh. Đó là vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập sanh xúc động sanh thọ cảm sanh ái, ái sanh bảo thủ sanh hữu, hữu sanh sanh lão tử. Đó là 12 duyên sanh, nó dắt đi từ kiếp này đến kiếp kia không có dứt, làm cho con người phải bị khổ não, luân chuyển trong 3 cõi 6 đường. Đế thứ ba là đạo đề, nghĩa là gồm có 8 đường chánh, tức là Đức Phật tìm thấy trong thiên nhiên có 8 con đường chánh, đưa chúng sanh đến trí huệ, giác ngộ, giải thoát. Cho nên Đức Phật chỉ 8 con đường chánh đó cho chúng sanh biết. 8 con đường chánh đó gọi là bát chánh đạo. Chánh thứ nhất là chánh kiến, chánh thứ hai là chánh tư duy, chánh thứ ba là chánh nghiệp, chánh thứ tư là chánh tinh tấn, chánh thứ năm là chánh mạng, chánh thứ sáu là chánh ngữ, chánh thứ bảy là chánh niệm, chánh thứ tám là chánh định. Đế thứ tư là diệt đề, nghĩa là phương pháp diệt khổ, hưởng quả niết bàn, còn gọi là môn hoàn diệt hoặc gọi là môn tịnh độ. Tức là Đức Phật chỉ cách hành bát chánh đạo để phá được vô minh, diệt được bát khổ, được giác ngộ, giải thoát, hưởng quả niết bàn, Tây phương cực lạc. Cách hành bát chánh đạo như sau: Nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Vô minh bị diệt thì hành diệt, hành bị diệt thì thức diệt, thức bị diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc động diệt thì thọ cảm diệt, thọ cảm bị diệt thì ái diệt, Ái bị diệt thì bảo thủ diệt, bảo thủ bị diệt thì hữu diệt, hữu bị diệt thì sanh diệt, sanh bị diệt thì lão tử diệt. Ấy là giải thoát vậy. Ta thấy Đức Phật chỉ ra định luật nhân quả trong thiên nhiên. Cái nhân là vô minh, cho nên dẫn đến cái quả khổ là sanh, lão, bệnh, tử, mưu cầu bất đắc, vân vân. Và cá nhân hành theo con đường bát chánh đạo dẫn đến cái quả là trí huệ, giác ngộ, giải thoát. Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Chú ý, theo văn kinh sắp xếp thì đế thứ ba là diệt đề, đế thứ tư là đạo đề. Từ đó mới sinh ra đạo đề, gồm có 84.000 pháp môn. Còn Đức Thầy viết sơ giải về tứ diệu đề, tức là pháp tứ đế của Đức Phật, được Đức Thầy sơ giải ra. Đức Thầy sắp xếp đế thứ ba là đạo đề, đế thứ tư là diệt đề. Cho nên đạo đề chỉ gồm có 8 đường chánh mà thôi. Vì giáo pháp của Phật có trên 2.500 năm rồi, có thể do sao chép bị tam sao thất bổn. Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, chính là ông tổ thứ nhất Maha Ca Diếp chuyển kiếp, thì không thể nào sắp xếp sai được. Vì bát chánh đạo là con đường giải thoát, trí huệ, giác ngộ. Khi thực hành đúng theo con đường bát chánh đạo rồi thì tâm được thanh tịnh, trí huệ mở mang, phá được vô minh, chứng được lục thông, được giác ngộ giải thoát, chứng vào quả vị thánh. Rồi sau đó học hành đào sâu bát chánh đạo, hoặc gọi là học hành bát chánh đạo nâng cao, để nâng cao trí huệ bát nhã bằng giới Phật và tâm từ bi hỷ xả như Phật. Như vậy mới hoàn toàn trở thành một vị Phật. Cho nên lúc đầu Đức Phật thuyết pháp tứ đế trước, để chúng sanh hành theo con đường bát chánh đạo, cho tâm được thanh tịnh hiền từ, cho trí được phát huệ, tiến đến giải thoát. Khi được trí huệ giải thoát rồi thì Đức Phật chỉ dạy con đường bát chánh đạo sâu sắc hơn. Bằng chứng là Đức Phật thuyết pháp bát nhã để nâng cao trí huệ bát nhã bằng giới Phật, và Đức Phật thuyết pháp tứ vô lượng tâm để tâm được từ bi hỷ xả như Phật. Cho nên nói về tâm thì trong bài huấn lệnh Đức Thầy nói: đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ, tuy tình thế đổi thay, chớ tấm lòng nhân chẳng đổi. Nói về trí thì đạo Phật là đạo giác ngộ, trí huệ, giải thoát. Còn giáo pháp của Phật là chân lý có sẵn trong vũ trụ. Đức Phật lấy chân lý trong vũ trụ dạy lại cho chúng sanh, không phải do Phật chế ra. Và giáo pháp của Phật cũng không thay đổi theo không gian. Đức Phật dạy ở Ấn Độ, tất cả các nước khác tu đúng theo giáo pháp của Phật cũng được trí huệ, giác ngộ, giải thoát. Và giáo pháp của Phật cũng không thay đổi theo thời gian. Giáo pháp của Phật có trên 2.500 năm rồi. Bây giờ tu đúng y giáo pháp của Đức Phật dạy hồi xưa thì cũng được trí huệ, giác ngộ, giải thoát.